Với mong muốn mang tới cho người tiêu dùng Việt Nam những dòng saffron chất lượng được nhập khẩu chính ngạch từ Iran, vừa qua, Saffron Việt Nam, trung tâm phân phối nhị hoa nghệ tây lớn nhất Việt Nam, đã chính thức hợp tác cùng Sen Đỏ để mở rộng thị trường saffron chính hãng trên sàn thương mại điện tử số 1 hiện nay. Cùng với Shopee, Lazada, Tiki, Sen Đỏ là một trong 4 sàn thương mại điện tử lớn nhất hiện nay với 29 ngành hàng thiết yếu, với hơn 200.000 shop để người tiêu dùng thỏa sức mua sắm online. Không chỉ đơn thuần có mặt trên sàn thương mại điện tử Sen Đỏ, Saffron Việt Nam còn là dàn hàng chính hãng thuộc Sen Môn, trung tâm mua sắm trực tuyến chất lượng cao của Sen Đỏ. Để xây dựng được một dàn hàng trên Sen Môn, người bán phải cung cấp đầy đủ hồ sơ giấy tờ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm như đăng ký kinh doanh, đăng ký thương hiệu, hợp đồng phân phối, chứng nhận an toàn thực phẩm, chứng nhận xuất xứ. Vì thế nên tất cả các sản phẩm trên gian hàng Sen Môn đều được Sen Đỏ cam kết chính hãng 100%. Nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì Sen Đỏ sẽ hoàn tiền gấp đôi giá trị sản phẩm, bảo đảm được tối đa quyền lợi của người tiêu dùng. Cũng chính vì các điều kiện khắt khe như vậy nên trong hơn 400 nhà cung cấp saffron trên Sen Đỏ, chỉ có Saffron Việt Nam là trung tâm phân phối duy nhất được Sen Môn chọn hợp tác tính tới thời điểm hiện nay. Gian hàng Sen Môn của Saffron Việt Nam cung cấp đa dạng nhiều dòng sản phẩm để khách hàng lựa chọn. Từ những dòng saffron cao cấp nhất trên thế giới hiện nay như Saffron Salam, Siam hay Jahan, cho tới những dòng sản phẩm được đặt riêng từ công ty sản xuất như Saffron Nguyên Bản, Original Saffron, với mức giá chỉ 99.000 đồng trên 1 gram, hiện đều có mặt trên Sen Đỏ. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm và đặt mua sản phẩm trực tuyến. Là thành viên của trung tâm mua sắm chất lượng cao Sen Môn, Saffron Việt Nam luôn cam kết mọi sản phẩm đều được nhập khẩu chính ngạch với đầy đủ giấy tờ kiểm định chất lượng kèm theo cùng với mức giá thành hợp lý, thậm chí còn rẻ hơn so với các loại saffron xách tay trên thị trường. Ngoài ra, Saffron Việt Nam còn thường xuyên phối hợp cùng Sen Đỏ để mang tới những chương trình ưu đãi hấp dẫn, tri ân khách hàng lên tới 50% vào các tháng trong năm. Với những nỗ lực và hoạt động tiêu biểu như vậy, ngày 25 tháng 5 tới đây, Saffron Việt Nam vinh dự được là một trong 24 thương hiệu lớn có tầm ảnh hưởng được Sen Đỏ lựa chọn để đồng hành trong dịp kỷ niệm sinh nhật 8 năm của sàn thương mại điện tử này. Với gian hàng Sen Môn của Saffron Việt Nam, người tiêu dùng không chỉ dễ dàng, thuận tiện hơn trong việc tìm mua mà còn hoàn toàn có thể yên tâm về mọi sản phẩm của công ty cung cấp. Đây cũng được xem như sự chứng nhận mà Sen Đỏ dành cho thương hiệu nhà phân phối saffron uy tín nhất Việt Nam hiện nay. Để tìm và đặt mua những sản phẩm của Saffron Việt Nam trên Sen Đỏ, các bạn chỉ cần làm theo các bước rất đơn giản như sau. Đầu tiên là truy cập vào website http://sendo.vn hoặc dùng app Sen Đỏ trên điện thoại di động. Tại thanh tìm kiếm gõ TTPP Saffron Việt Nam và nhấn tìm. Gian hàng của Saffron Việt Nam sẽ hiện ở đầu tiên với dòng chứng nhận Sen Môn ngay ở phía dưới logo. Saffron Việt Nam vẫn đang tiếp tục cố gắng và nỗ lực không ngừng để mở rộng thị trường saffron chính ngạch lên các nền tảng thương mại điện tử, giúp người tiêu dùng Việt Nam có cơ hội tiếp cận với những sản phẩm chăm sóc sức khỏe thực sự chất lượng và có nguồn gốc rõ ràng.